Xin nông nghiệp chào đón những người bạn đến từ câu lạc bộ Vĩnh Tuy 1, câu lạc bộ Minh Thương đã trở về đây tham dự lễ Giáng sinh cùng những thành viên câu lạc bộ Vân Sen. Lời đầu tiên xin được gửi tới những người bạn những lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc lễ giao lưu của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể quý vị, như chúng ta đã biết, Noel là dịp để chúng ta được quây quần cùng nhau chia sẻ yêu thương và nói lên những điều mà mình mong muốn. Hôm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng trong khuôn khổ cho phép, câu lạc bộ Hương Sen long trọng tổ chức đêm Giáng sinh với chương trình văn nghệ đặc sắc mang thông điệp của sự hòa bình, vinh danh thượng đế trên cao, bình an cho người dưới thế. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức bài nhảy theo phong cách Zumba trên nền nhạc ca khúc Merry Christmas. Give it to someone special.